tôi có bắt đầu bài học về phần khoảng cách này. Khoảng cách trong không gian thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu một lý thuyết. Thứ nhất là các định nghĩa về khoảng cách. Chúng ta có những định nghĩa rất là nền tảng về khoảng cách. Khoảng cách hai điểm thì chúng ta biết rồi đúng không? Khoảng cách giữa điểm và đường thẳng, khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách giữa đường thẳng song song mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Trong đó phần khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là phần rất là quan trọng và thường là các bạn thấy là nó rất là khó. Nhưng chúng ta sẽ chuyển những cái bài toán khó về những bài toán dễ hơn và chúng ta phát triển những bài toán dễ lên để chúng ta làm được bài toán khó thì chúng ta cần phải vững hết các kiến thức nền tảng nhé. Thì chúng ta sẽ có định nghĩa như sau. Thứ nhất là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng không chứa nó. Tất nhiên là chứa nó thì khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng mà chứa nó rồi thì bằng không mất rồi đâu thì phải chúng ta phải xét trường hợp không chứa nhé. Này, khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng delta chính là độ dài của đoạn thẳng nối điểm M với hình chiếu vuông góc H của điểm M lên delta nhé. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách một điểm đến một đường thẳng chính là khoảng cách từ điểm đấy đến hình chiếu vuông góc của nó trên đường thẳng, đúng không nào? Đó, thì chúng ta ký hiệu này D M phải delta. Đây khoảng cách từ một điểm M đến đường delta thì bằng MH, bằng độ dài thẳng MH với H là thuộc đường thẳng delta và MH vuông góc với lại delta. Đấy, cái định nghĩa này cũng rất dễ hiểu thôi các bạn, đúng không nào? Đấy, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng là khoảng cách từ điểm đó đến hình chiếu của nó trên đường thẳng. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái định nghĩa tiếp theo đó là khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng không chứa nó. Thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha là độ dài của đoạn thẳng nối điểm M với hình chiếu vuông góc H của điểm M lên mặt phẳng alpha. Chúng ta có hình vẽ như này nhá. Đây là mặt phẳng alpha này. Điểm M là điểm M không thuộc mặt phẳng alpha nhá. Thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha chính là độ dài MH nhá. Độ dài MH. Ký hiệu DM đến alpha bằng MH với H là điểm thuộc alpha và MH vuông góc với alpha. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song với nhau. Ở đây. Khoảng cách hai đường thẳng song song với nhau là khoảng cách từ điểm M thuộc một đường thẳng này đến đường thẳng kia. Đó. Nếu mà người ta cho đường thẳng delta và delta phẩy là hai đường thẳng song song với nhau thì ta chọn bất cứ một điểm M nào trên đường thẳng delta cũng được. Thì khoảng cách hai đường thẳng delta và delta phẩy chính là khoảng cách từ điểm M đến delta phẩy là xong. Mà khoảng cách từ điểm đến đường thẳng ta biết rồi, chính là hình chiếu vuông góc của điểm M xuống lại mặt phẳng xuống đường thẳng delta phẩy nhá. Ta ký hiệu này này. D của delta delta phẩy đúng không? Bằng D của M